Hôm qua, người dân tại nhiều nơi trên thế giới đã có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm nay. Siêu trăng trong tháng 11 này còn được biết đến với tên gọi là trăng hải ly. Tên gọi này được đặt ra để phản ánh hoạt động gia tăng của loài hải ly vào thời điểm này trong năm. Siêu trăng thắp sáng bầu trời và xuất hiện trên một số địa danh nổi tiếng của các nước, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Để chiêm ngưỡng siêu trăng, người dân nhiều nơi trên thế giới đã tập trung tại các đài quan sát hay các khu vực sông hồ, cố gắng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này bằng máy ảnh. Còn tại Việt Nam thì người dân Hà Nội cũng đã đổ về khu vực Hồ Tây để ngắm siêu trăng. Trăng tròn được phân loại là siêu trăng khi nó đạt đến điểm gần trái đất nhất trên quỹ đạo của nó và có đường kính lớn hơn tới 7% khi nhìn từ trái đất. So với trăng tròn có kích thước trung bình, phải đến tháng 11 năm sau thì người dân mới có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng tiếp theo. Các nhà khoa học vừa tìm thấy một cá thể san hô lớn nhất thế giới ở mũi phía đông nam của quần đảo Solomon, Thái Bình Dương với chiều rộng 34m và chiều dài 32m. Cá thể san hô này lớn gấp 3 lần so với kỷ lục trước đó. Nhóm nhà khoa học đã phát hiện ra cá thể san hô sống động và đầy màu sắc này trong một cuộc thám hiểm trong khu vực. Khác với các dạng san hô thông thường được tạo thành từ nhiều quần thể san hô riêng biệt, dạng san hô mới phát hiện là một cá thể độc lập. Nó lớn đến mức các nhà nghiên cứu đã nhầm tưởng nó là một xác tàu đắm, được hình thành từ một mạng lưới phức tạp của các polyp san hô nhỏ. Cấu trúc này đã phát triển liên tục trong khoảng 300 năm và thực sự là một kỳ quan của tự nhiên.